Điều gì đến cũng đã đến. Gần đây, Chủ tịch TEMC, ông Nguyễn Triết Gia, vừa đặt chân đến Mỹ, đã tuyên bố sẽ đầu tư thêm ít nhất 100 tỷ đô la Mỹ vào nước này, nâng tổng mức đầu tư tại Mỹ lên 165 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch bao gồm việc xây dựng 3 nhà máy sản xuất wafer mới, hai nhà máy đóng gói tiên tiến và quan trọng nhất là một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Bắc Mỹ. Mục tiêu của động thái này là giúp Mỹ nâng cao năng lực sản xuất bán dẫn nội địa. Tuy nhiên, phản ứng từ dư luận trên Internet, bao gồm truyền thông Đài Loan và phương Tây, lại khá phân cực nhóm ủng hộ cho rằng 100 tỷ đô la Mỹ thì cũng chỉ là 100 tỷ đô la Mỹ thôi. Thứ nhất, TSMC không bị đánh thuế 100% như lo ngại. Thứ hai, họ tạm thời không bị ép phải nhận đầu tư từ Intel để dọn dẹp đống hỗn độn trong bộ phận sản xuất của Intel. Nhìn chung, tại nhà trắng ngụy triết gia cũng đã nhận được sự tôn trọng tương xứng theo quan điểm này đây là lựa chọn tốt nhất cho tsmc và có thể xem là một chiến thắng của họ nhưng cũng có những lồng ý kiến phản đối lo lắng rằng sự nhượng bộ của ngụy triết gia lần này diễn ra quá nhanh đối diện với áp lực và những lời dụ dỗ từ trump ông gần như không do dự mà chấp nhận thỏa hiệp không chỉ mở rộng quy mô sản xuất tsmc còn tuyên bố sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu quy trình chế tạo tại mỹ điều này khiến nhiều người bất ngờ thậm chí có phần vượt ngoài mong đợi của chính phủ mỹ chẳng phải trước đây từng cam kết đi ở Đài Loan sản xuất hàng loạt tại Mỹ sao? Chẳng phải đã hứa, công nghệ tiên tiến nhất sẽ được giữ lại ở Đài Loan sao? Vậy kế hoạch mới của TSMC sẽ ảnh hưởng thế nào đến ngành bán dẫn toàn cầu? Liệu trong cuộc đàm phán này, TSMC thực sự đã chiến thắng? Hay đây là một nước cờ sâu xa của Nhà Trắng? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề cực kỳ thú vị này. Trước tiên, chúng ta cần làm rõ một điều, dù nhìn từ góc độ nào, kế hoạch đầu tư vào Mỹ năm 2025 của TSMC cũng có những khác biệt căn bản về chiến lược so với năm 2020. Về mặt công nghệ, vào tháng 11 năm 2020, TSMC từng công bố kế hoạch đầu tư 12 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy tại Arizona, nhưng chỉ tập trung vào sản xuất chip 5 nanomet và 7 nanomet. Mặc dù đây là những nốt tiến trình tương đối tiên tiến vào thời điểm đó, nhưng trên thực tế, TSMC đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm chip 3 nanomet với quy mô nhỏ từ năm 2020. Mai đến cuối tháng 12 năm 2022, khi giai đoạn P2 của nhà máy Fab 21 ở Arizona được công bố, TSMC vẫn luôn kiên trì giữ vững làn danh đỏ, tức là công nghệ tiên tiến nhất phải được giữ lại tại Đài Loan. Trong buổi họp báo tài chính năm 2021, TSMC từng đề cập rằng họ sẽ sử dụng biện pháp cách ly vật lý và giữ lại trung tâm đi tại Đài Loan để đảm bảo công nghệ không bị dò dỉ. Công ty nhấn mạnh rằng các kỹ sư tại nhà máy ở Mỹ chỉ tham gia vào quá trình tinh chỉnh công nghệ sản xuất hàng loạt, trong khi dữ liệu cốt lõi về nghiên cứu và phát triển sẽ không được cung cấp cho phía Mỹ. Tuy nhiên, trong kế hoạch đầu tư mới năm 2025, có thể thấy rõ ràng rằng TSMC đã làm mờ đi lần danh đỏ này, không chỉ có kế hoạch sản xuất chip 3nm và 2nm tại Mỹ, mà thậm chí còn có khả năng đẩy mạnh sản xuất các công nghệ tiên tiến hơn 2nm tại đây. Điều này khiến công nghệ tại TSMC Mỹ tiếp cận rất sát với trình độ tiên tiến nhất mà họ đang sở hữu. Tổng mức đầu tư của kế hoạch lần này đã lên tới 165 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 25 lần so với quy mô đầu tư tích lũy 65 tỷ đô la Mỹ trước đây. Đây không còn là một khoản đầu tư mang tính thử nghiệm hay mang tính biểu tượng nữa, mà rõ ràng là một bước đi có tính toán trong việc chuyển giao năng lực sản xuất tiến trình tiên tiến ra nước ngoài thậm chí trong dài hạn TSMC có thể tận dụng trung tâm đi tại Mỹ để thúc đẩy cải tiến quy trình 1 nanomet, thậm chí nghiên cứu về chip lượng tử. Đồng thời, trung tâm đi này cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và cập nhật các công nghệ chip thế hệ tiếp theo. Một thay đổi quan trọng khác là định hướng chiến lược của TSMC đối với nhà máy tại Arizona. Ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2024, kế hoạch của TSMC chủ yếu tập trung vào việc tạo ra công suất dự phòng cho thị trường Bắc Mỹ. Mục tiêu chính là phục vụ các khách hàng lớn như Apple, NVDA, Qualcomm và ngành công nghiệp bản dẫn quân sự cao cấp tại Mỹ. Tuy nhiên, trong bản kế hoạch năm 2025, định hướng này đã thay đổi rõ rệt. Ngoài việc mở rộng sản xuất, TSMC sẽ xây dựng thêm nhà máy đóng gói tiên tiến và trung tâm nghiên cứu tại Mỹ. Về nhà máy đóng gói, TSMC sẽ giúp Mỹ bù đắp những thiếu sót trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong lĩnh vực AI cao cấp, nơi mà công nghệ đóng gói tiên tiến như Google đang trở thành một yêu cầu quan trọng về trung tâm này đi sự thay đổi mang tính chiến lược còn sâu sắc hơn Nếu trước đây TNC thường cử các kỹ sư từ Đài Loan sang Mỹ, để giám sát quá trình sản xuất, thì hiện tại họ đang dần chuyển sang mô hình tuyển dụng và giữ chân nhân tài ngay tại Mỹ. Nói một cách đơn giản, Mỹ đang muốn sử dụng trung tâm đi như một mỏ neo để kiểm soát dòng chảy nhân lực chủ chốt, đồng thời đảm bảo rằng tất cả tài sản trí tuệ và kinh nghiệm công nghệ mà TSMC phát triển tại Arizona sẽ thuộc về Mỹ. Đây mới thực sự là trọng tâm lớn nhất của khoản đầu tư này. Từ góc nhìn của Mỹ, đây rõ ràng là một nước đi vô cùng khôn ngoan, việc hình thành một chuỗi cung ứng khép kín, đồng nghĩa với việc chiến lược dài hạn của TSMC đã thay đổi từ cách ly công nghệ sang bản địa hóa công nghệ nhằm xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh ngay tại Mỹ, không có gì phải nghi ngờ, điều này sẽ cải thiện đáng kể hệ sinh thái sản xuất chip của Mỹ, thậm chí có thể thúc đẩy khả năng tự chủ trong nghiên cứu và sản xuất các dòng chip tiên tiến cao cấp ngay trên đất Mỹ, và đây cũng chính là thứ mà nhà trắng thực sự mong muốn mục tiêu của chiến lược hồi sinh ngành sản xuất chip mỹ không chỉ đơn giản là lôi kéo tsmc đến mỹ mà là tái tạo cả mô hình phát triển của công viên khoa học tân trúc trung tâm công nghệ bán dẫn của đài loan có lẽ đây cũng là lý do tại sao ngụy chết gia lại nhận được sự tôn trọng lớn đến vậy khi đến nhà trắng nhưng tôn trọng luôn đi kèm với cái giá phải trả hiện tại tín hiệu về sự ràng buộc chiến lược giữa tsmc và mỹ đã trở nên vô cùng rõ ràng câu hỏi tiếp theo cần đặt ra tsmc thực sự có còn lựa chọn nào không thành thật mà nói trong những năm gần đây dưới thời chính quyền đảng dân chủ khi bàn về các chính sách và áp lực từ mỹ đối với tsmc vẫn còn một mức độ linh hoạt nhất định lý do chủ yếu là vì ngay từ đầu nội bộ mỹ đã xác định rõ một chiến lược gồm hai phần cây gậy và củ cà rốt trong đó ưu tiên củ cà rốt tạo luật chip egg. Ban đầu do các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khởi xướng và được thông qua vào năm 2022 với sự ủng hộ của cả hai đảng, mục tiêu chính là khuyến khích TSMC và Samsung tự nguyện xây dựng nhà máy tại Mỹ, từng bước nội địa hóa năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của các công ty công nghệ Mỹ.ưu điểm của phương pháp cũ cả rất, rất rõ ràng tạo ra một sự cân bằng nhất định giữa Mỹ và các đối tác, dùng các khoản trợ cấp và đầu tư của chính phủ để giảm gánh nặng tài chính, khiến TSMC cam tâm tình nguyện mở rộng sản xuất tại Mỹ, cho phép TSMC lập kế hoạch đầu tư một cách ổn định và kiểm soát công suất sản xuất hợp lý. Nhưng nhược điểm lớn nhất của chiến lược này là gì? Nó hoàn toàn không hợp khẩu vị của tổng thống Trump. Trump đã nhiều lần nhấn mạnh trong các cuộc phỏng vấn rằng mục tiêu cốt lõi trong nhiệm kỳ của ông là tái công nghiệp hóa nước Mỹ và đưa ngành sản xuất chip cao cấp quay trở lại và quan trọng hơn, ông đã nhận ra rằng nếu cây gậy mang lại kết quả nhanh chóng, thì chẳng có lý do gì để tiếp tục sử dụng củ cà rốt cả. vậy, nếu trong quay trở lại nhà trắng, kịch bản nào có thể xảy ra hủy bỏ đạo luật chip, mỹ không cần bỏ ra hàng trăm tỷ đô la mỹ tiền trợ cấp nữa, các tập đoàn chip vẫn phải tự giác đầu tư vào mỹ, vì nếu không, họ sẽ đối mặt với các đòn trừng phạt kinh tế, dùng cây gậy để buộc các công ty nước ngoài phải hợp tác. Thuế quan có thể được sử dụng như một vũ khí thương mại mạnh mẽ. Nếu các công ty không chịu hợp tác, Mỹ có thể dễ dàng đổ lỗi cho họ và thao túng dư luận. TSMC hoàn toàn không có đủ sức mạnh để phản kháng, vì nếu không chấp nhận điều kiện của Mỹ, họ sẽ mất đi quyền tiếp cận thị trường Mỹ và các khách hàng quan trọng. Trên thực tế, ngay cả khi không áp thuế 100%, Mỹ vẫn có rất nhiều cách để buộc TSMC phải mở rộng đầu tư và chuyển giao công nghệ sang Mỹ mà không cần đến các biện pháp cưỡng chế trực tiếp. Một câu nói đáng chú ý nhất trong bài phát biểu trước Quốc hội của Trump gần đây là Đạo luật chip là một điều vô cùng, vô cùng tồi tệ. Trump đã dùng đến hai từ vô cùng. Điều này phản ánh quan điểm thực sự của ông. Việc Mỹ cấp hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho các nhà sản xuất chip là một điều vô nghĩa. Nếu nhìn rộng ra, sự thay đổi trong quan điểm của Trump không chỉ đơn thuần là vấn đề trợ cấp hay đầu tư, nó phản ánh một chiến lược sâu xa hơn. Mỹ không còn muốn mua chuộc các công ty chip nước ngoài bằng tiền, họ muốn ép buộc các công ty này phải chuyển giao công nghệ và nhân lực, biến Mỹ trở thành trung tâm sản xuất chip cao cấp của thế giới. Với cục diện này, câu hỏi đặt ra không còn là TSMC có nên mở rộng đầu tư vào Mỹ hay không, mà là TSMC có còn lựa chọn nào khác? ngoài việc chấp nhận yêu cầu của mỹ hay không cuối cùng hãy cùng thảo luận về việc sự thay đổi thái độ của nhà trắng sẽ tác động như thế nào đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu điểm đầu tiên mà tôi nghĩ đến là liệu những biện pháp mạnh tay mang tính cưỡng chế này có hiệu quả trong ngắn hạn không theo quan điểm cá nhân, chắc chắn là có, đặc biệt là khi Mỹ đang lên kế hoạch sản xuất hàng loạt chip 3 nanomet và 2 nanomet ngay tại Mỹ, gần như đồng bộ với TSMC Đài Loan, điều này có nghĩa là lần đầu tiên nước Mỹ sẽ sở hữu năng lực sản xuất chip logic tiên tiến nhất ngay trên đất Mỹ. Khi kết hợp với các nhà máy đóng gói và trung tâm R&D, Mỹ đang dần hiện thực hóa chuỗi cung ứng khép kín từ thiết kế, sản xuất đến thử nghiệm trong ngắn hạn. Chiến lược này sẽ giúp bang Arizona hình thành một hiệu ứng hút nhân tài và công nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, từ đó thúc đẩy sự phục hồi của ngành sản xuất chip cao cấp tại Mỹ. Rõ ràng, một khi Mỹ đã sở hữu đầy đủ năng lực chế tạo chip tiên tiến, thì giống như dầu mỏ kỹ thuật số, họ có thể dễ dàng sử dụng bán dẫn làm đòn bẩy để kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu thông qua các biện pháp như kiểm soát xuất khẩu và cấm vận công nghệ. Chúng ta không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Mỹ trong chuỗi cung ứng bán dẫn, dưới góc nhìn hiện tại, nếu Trump quay lại nắm quyền, ông hoàn toàn có khả năng biến điều này thành hiện thực. Mặc dù sự điều chỉnh trong chiến lược AMD của TSMC không thể diễn ra ngay lập tức, có thể mất 3 năm, 5 năm hoặc thậm chí lâu hơn, nhưng một khi ngụy chết ra đã mở cửa, xu hướng này sẽ khó có thể đảo ngược. Nếu mô hình AMD tại Đài Loan sản xuất tại Mỹ bị thay thế bằng AMD tại Mỹ sản xuất tại Đài Loan, thì trong dài hạn, vai trò chiến lược của Đài Loan trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là với những công nghệ tiên tiến nhất như chip quang silicon, chip lượng tử, chip mô phỏng sinh học, vật liệu bán dẫn thế hệ mới. Những công nghệ này nhiều khả năng sẽ được dẫn dắt bởi các trung tâm MD của TSMC tại Mỹ, khi đó Đài Loan sẽ không còn là trung tâm bán dẫn thế giới mà chỉ còn đóng vai trò như một trạm sản xuất khu vực, mất đi quyền đàm phán và giá trị chiến lược liệu quá trình rút lọi công nghệ này có thành công về lâu dài không tôi lại không quá lạc quan về điều này bởi có hai lý do chính một tsmc có thực sự cam tâm chuyển giao công nghệ không mặc dù về mặt hình thức tsmc đang tuân theo chính sách của mỹ nhưng có vẻ như nội bộ tsmc không hoàn toàn đầu hàng mà đang âm thầm trì hoãn Ví dụ, dù trung tâm đi tại Mỹ tham gia vào phát triển công nghệ tiên tiến, nhưng TSMC vẫn giữ quyền kiểm soát hướng đi cốt lõi từ trụ sở chính, công nghệ 1,4 nanomet, bí mật quan trọng nhất của TSMC, vẫn do nhóm đi tại Đài Loan chịu trách nhiệm chính. Đội ngũ kỹ sư Đài Loan tại Mỹ luôn được luân chuyển định kỳ, mục đích là tránh để đội ngũ tại Mỹ tích lũy quá nhiều kinh nghiệm cốt lõi. Nói cách khác, TSMC có vẻ như đang cố tình kéo dài quá trình chuyển giao công nghệ, vậy nên TSMC cũng không hề ngây thơ, liệu có khả năng những nhượng bộ hiện tại chỉ là một chiến thuật trì hoãn nhằm làm hài lòng tính cách thích phô trương của đấng hiểu biết hay không? Kéo dài thêm 4 năm, cố ý trì hoãn tiến độ, tung vài đòn nghi binh, hoàn toàn có thể xảy ra. Mặt khác, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ thực sự năng lực cốt lõi của tsmc là gì thành trì vững chắc của tsmc không nằm ở việc đi trước một vài thế hệ công nghệ mà là hệ sinh thái công nghiệp và văn hóa doanh nghiệp được xây dựng tại đài loan đây mới chính là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của họ điều mà mỹ rất khó để sao chép gần đây tsmc đã đối mặt với một vụ kiện tập thể từ nhân viên mỹ với cáo buộc phân biệt đối xử nội dung đơn kiện chủ yếu xoay quanh việc nhân viên bị mắng khi làm sai bị yêu cầu họp bằng tiếng trung không thể hiện đủ tinh thần đa văn hóa như mong muốn Thành thật mà nói, điều này hoàn toàn bình thường ở TSMC, các kỹ sư ở đây bị chỉnh đốn liên tục là chuyện không có gì lạ. Văn hóa làm việc cường độ cao 24 trên 7 đã ăn sâu vào TSMC, bao gồm các quy tắc như 30 phút có mặt khi thiết bị gặp sự cố, làm việc theo cao với cường độ cao, tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt. Chính những chi tiết này đã tạo nên năng lực kiểm soát chi phí và tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn vượt trội của TSMC. Câu hỏi đặt ra là liệu khi quy mô mở rộng tại Mỹ, chi phí của TSMC có thể giảm đi nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô hay không? có thể nhưng mức độ không đáng kể liệu mỹ có thể tái tạo hệ sinh thái công nghiệp từ tân trúc đến đài nam như đài loan không theo quan điểm của tôi nhà máy az tại az sơn gần như không có khả năng đạt được điều đó Điểm thứ ba, mâu thuẫn giữa tham vọng của Mỹ và thực tế sản xuất. Mỹ muốn đẩy nhanh quá trình nội địa hóa công nghệ và chuỗi cung ứng bán dẫn, nhưng vấn đề là hạ tầng sản xuất và nguồn nhân lực của Mỹ không đủ mạnh để đáp ứng tham vọng này. Hai yếu tố này mâu thuẫn và khó có thể dung hòa trong một thời gian ngắn. Xung đột này sẽ tiếp tục làm gia tăng chi phí sản xuất chất bán dẫn toàn cầu trong những năm tới. Trong ngắn hạn, TSMC có thể sử dụng chiến thuật trì hoãn và kiểm soát chuỗi cung ứng để giảm rủi ro dò dỉ công nghệ, nhưng về lâu dài, nếu đáng hiểu biết tiếp tục gia tăng sức ép, TSMC sẽ đối diện với một lựa chọn đầy khó khăn, hoặc hy sinh tỷ suất lợi nhuận, hy sinh hiệu suất và dần trở thành một quân cờ trong chiến lược công nghệ của Nhà Trắng, hoặc đối mặt với nguy cơ bị Mỹ đánh thuế, hạn chế thị trường và bất ổn chính sách. Dù lựa chọn thế nào, một điều chắc chắn là ngành bán dẫn toàn cầu sẽ bước vào thời kỳ bất ổn kéo dài, chuỗi cung ứng sẽ bị phân mảnh và sự dịch chuyển của ngành này sẽ không thể đảo ngược video hôm nay đến đây là kết thúc không biết mọi người nghĩ sao hãy để lại bình luận bên dưới và cùng nhau thảo luận thêm làm video dài không hề dễ dàng nên đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé sự động viên của các bạn chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục làm nội dung nếu thấy hay bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã qr code trên màn hình mình rất trân trọng hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo